trên Zoom nha. Dạ em cũng cảm ơn chị, tại em biết giờ này bên Cali mới có 7 giờ mấy. Ok. Thì đang chuẩn bị đưa con đi học đó chị. Vâng. Khi mà cái đề tài mà về nail á, Tracy rất là thích. Tại vì Tracy, background Tracy là cũng là nail và trong ngành nail, ngành tóc được 20 năm. Hiện tại bây giờ thì Tracy đang run một cái tiệm nail chị. Chị Tracy, em biết cái tiệm của chị á, thì chị làm rất nhiều thứ và nó rất hoành tráng. Rồi chị có thể chia sẻ được không? Chị đang làm cái gì? Em đang so excited nghe chị nói nè. Em thấy tiệm chị rất là đẹp. Thì thank you chị Linh. Thật sự ra đó thì lúc mà Tracy biết được cái dòng sản phẩm New Skin á, thì cái Tracy rất là happy. Là tại vì á, mình hồi trước tới giờ á, mình xài những cái sản phẩm mình không có retail được chị Linh. Nhưng mà khi mà mình xài qua cái dòng sản phẩm New Skin á, thì mình vừa xài cho khách, mình xài gì mình bán đó, là mình được cái tăng income trong cái retail. Nhưng giống như là nhân dịp cái mùa lễ như vậy nè, thì thật sự ra tới những cái hồi mấy năm trước á, tới mùa đông á, thì cái income nó xuống. Là tại vì mùa đông thì cái tay chân nước nó được nó giảm rồi, chỉ có khi nào mà tiệm nào mà có bột nhiều á thì mới giữ được income thôi. Còn những cái tiệm mà giống như tiệm của Tracy á, là làm nhiều cái service như vậy, làm nhiều cái giống như là vừa tóc vừa nail như vậy á, thì cái lượng khách bột nó không có đông nhiều so với những cái tiệm khác. That's why á, nên Tracy khi mà Tracy biết được cái dòng sản phẩm New Skin á, thì mỗi mùa đông á, nhất là những cái mùa lễ như vậy á, là Tracy đã chuẩn bị là bắt đầu là khi mình vô mo đó, thì mình thấy người ta giống như là đầu tháng 11 là người ta bắt đầu người ta trang trí lễ, là Tracy đi mo là vậy, Tracy thấy nhìn thấy vậy đó, là Tracy bắt trước rồi á, về mình cũng ráp mình chuẩn bị trước như vậy để khách người ta thấy không khí lễ á chị Linh. Rồi khi mà mình đi học workshop như vậy, mình về mình học workshop của đội nhóm ghép á, thì mình học được ở trong workshop nữa. Rồi mình về mình cộng vào lại, combine lại, rồi mình mới làm thành những cái gói quà để mình bán thêm retail trong tiệm. Thì chính như vậy, nhưng mà tới mùa đông, tới mùa lễ á, thì mình không có bị mất cái income, mà income của mình được tăng qua cái service. Nhưng mà họ thì ít, nhưng mà cái service của mình á, thì không có bị mất nhiều, dạ, yeah. còn tăng, dạ. Yeah. và cái, dạ, yeah. Em cảm ơn chị. Và hiện tại bây giờ cái sản phẩm mà là coi như chạy nhất trong tiệm của chị á, là sản phẩm gì và bằng cách nào chị có thể di chuyển bán hàng cho khách rồi retail về vân vân hả chị hả? Dạ, yeah, cái sản phẩm mà mình bán nhiều nhất ở trong tiệm là Food Solution, Bar Bath Butter và Body Lufa. Coi như là cái Food Solution á, thì tiệm mình á, at least là một tháng bán được 2 set của cái bộ mà 599 á, Food Solution á. Dạ, còn những cái kia á, thì dịch được là nói chung mình là cái retail không, thì một tháng mình tính ra đó là khoảng từ 3,000 trở lên. Wow. Dạ, tại vì á, mình... khi mà mình bán là mình cho cái tiền commission cho thợ chị Linh, mình cho là nếu mà ai bán trên 100 đồng á cho thì mình cho là 20%. Mình cho thợ cái commission đó, và mình khuyến khích thợ mình nên thợ đó, người ta cũng phụ bán chứ mình đâu có bán được cái số lượng nhiều. That's why mà nail, mà trong tiệm nail mà qua cái dòng sản phẩm New Skin á, thì Tracy sẽ nói hoài luôn. Mình thấy là đem dòng sản phẩm New Skin vô á, là mình từ lời có lời, không có cách nào mà mình coi như là mình một ngày như vậy á, cái tiền retail không á là nó đã cover được cái tiền rent cho mình rồi. Quá tuyệt vời. Và chị nói là giống như ở trong tiệm của chị là chị cho thợ 20% khi họ bán nè, rồi còn những cái gì nữa không, để cho mà khuyến khích những người trong tiệm họ bán hoặc là cho những người khách để họ mua á chị? Thì họ mua đó, giống như Tracy mùa lễ nè, Tracy có làm những cái package là minimum là từ 30 đồng cho tới 300 đồng. Nếu mà những cái package lớn á thì Tracy sẽ bỏ thêm một cái gift card cho cái deluxe.
thì cái gift card deluxe của cái tiệm mình là 65 đồng. Nên nó khi mà mình bán được cái package lớn như vậy đó, thì khách người ta nhắm vô, người ta mua cái gift card để người ta làm cái, để người ta có cái gift card để người ta làm cái deluxe. Dạ. Thì khi mà người ta làm cái deluxe rồi đó là mai mốt người ta sẽ dính cái deluxe của mình, từ cái chân 30 đồng mà người ta nhảy lên cái chân 65 đồng rất là khó. Tại vì người ta không có try, người ta thấy 65 đồng là trong đầu người ta nói người ta phải trả double cái giá rồi. Nhưng đúng mà rồi. Người ta không có hiểu được là double cái giá là trong đó là người ta phải relax, enjoy như thế nào, người ta chưa có nhận, người ta chưa có cảm giác được. Thì khi mà mình bán được cái bộ, những cái bộ gift mà từ 300-400 đồng, giống như cái bộ mà Beauty Device Tracy vẫn bán được cho khách. Khi mà mình bán được cho khách vậy, nhiều khi thợ người ta chưa có tự tin, tại vì người ta làm service thôi, người ta có chưa có tự tin là người ta sẽ bán được những cái món quà mà nhiều tiền như vậy. Thì khi mà họ thấy mình bán được như vậy á, họ wow liền, là họ nhìn, họ bắt chước là mình cũng như copy với nhau á. Thì mình vô New Skin mình làm cái copy, mình cũng là về cái copy, thì mình đem về tiệm mình sẽ áp dụng giống như là mình làm sao thì họ sẽ cấp đi như vậy. Thì những bộ giống như device là mình cho khách bắt lại một cái gift, là giống như thay vì mình bớt tiền thì Tracy không có bớt tiền, mà Tracy sẽ cho cái gift card là deluxe cái đi kia. Thì khi người ta làm cái deluxe rồi á, là lần sau người ta book hẹn lại, người ta sẽ làm cái deluxe. Thông minh đó chị ha, có nghĩa rằng là chị bán nguyên cái bộ beauty device. Nhưng mà chị để cái gift card vô trong đó, thì khi mà khách đó có cái gift card thì họ bắt buộc họ phải tiếp cái tiền chứ chị. Đúng không? Thì họ phải trở lại cái tiệm của mình. Rồi trở đúng lại rồi. Cái tiệm của chị làm cái chân xong rồi chị bán luôn cái show solution. Mình bao nhiêu khi làm cái bộ deluxe là 7-8 món của New Skin đó, thì mình sẽ bán được một món. Tại vì mình càng làm nhiều sản phẩm trên khách hàng đó, thì cái cơ hội mình sẽ bán được cho khách một cái món gì đó. Mình upline hết, có cái gì mình upline hết trên da họ là thế nào, họ cũng phải đem về nhà một cái thôi, cho gia đình thôi. Mà chị có thể chia sẻ là trong cái ngày lễ này đó là giống như mình cũng rất là bận rộn với người chủ, coi như là mình giũa không sợ mất khách nè, rồi xong rồi mình sợ không có thời gian nè, ăn không biết có thời gian ăn hay không nữa, uống vân vân, thì làm bằng cách nào mà chị có thể vẫn làm những cái đó và vẫn có giữ cái income và tăng income trong tiệm hả chị hả? Thank you chị Linh đã hỏi câu hỏi này rất là hay. Thật sự ra đó, Tracy mindset những người thợ của Tracy như vậy nên nè, bây giờ mấy chị á, các chị muốn làm á, các anh chị muốn làm 10 cái server một ngày mà có 300 thôi, thay vì á các anh chị làm 5 cái thôi, 5 người khách thôi mà có 300, thì anh chị chọn cái nào mà 5 người khách đó mình rất là có thời gian, mình ăn uống, mình giao lưu, mình nói chuyện, mình vui vẻ, mình không có mệt mỏi, thì chị chọn nên chọn cái cách nào để làm việc. Tại vì nhờ qua những cái workshop nail của Hiếp, hoặc là mình đi công ty mình học hỏi từ những anh chị mà có tiệm nail lâu năm rồi đó, thì lên trên mỗi lần mình đi gift du mình học á, thì mình về mình quá thấy rồi. Được là mình sẽ làm vậy, mình sẽ làm smart work hơn. Chứ mình không có dùng sức giống như hồi xưa, mà bây giờ với ai trong tự, thật sự trong tiệm Tracy thì anh chị toàn là gần U50 hết trơn rồi. Anh ra bây giờ mình nói với mấy anh chị, mình nói mình, tụi mình là sắp bước lên U50, hơn U50 đâu có còn phải là 20, 30, 40 giống như hồi xưa nữa. Thì bây giờ mình sẽ tìm một cái cách khác mình làm, chứ mình không thể nào mình làm giống như hồi xưa nữa chị Linh. Thật sự mình như vậy nha. Thì Tracy rất là cảm ơn đội nhóm GIF đã cho Tracy học hỏi rất là nhiều. Dù mình nói là mình có kinh nghiệm business, nhưng mà khi mình đi học thì mình thấy mình thiếu sót rất là nhiều. Thì nhờ qua những cái buổi đi học như vậy, mình về nhà mình lập tiệm mình tốt hơn. Rất là tuyệt vời. Em thấy chị Tracy hay một cái á, là bình thường hồi đó mà khi mà lại mình nghĩ rằng cái lễ mình bận á chị, là mình cứ làm xong vô trong đó mình mở cửa sổ mình lấy từng con khách một, mình giũa mau mau không đừng có mắc khách, nhưng mà mình không để ý những cái chi tiết mà lại chị Tracy mới vừa nói, ví dụ là mindset với thợ, đúng không chị? Chị nói rằng là ô, chị bỏ thời gian ra để mà mình
có thể mindset hoặc là mình chia sẻ với thợ mình phân ra cái nào cái lợi, và có đấy cái đó có thể là chỉ có vài lời nói, hoặc là nó chỉ tốn một cái ăn uống hoặc là một cái meeting trong ấy để chuẩn bị cho cái ngày lễ này. Mà chị Tracy cái đó làm rất 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 là tốt luôn, có nghĩa là mình gom thợ lại, mình chia sẻ, mình nói cái trong lễ, à các chị cần cái gì, mình cần cái gì, các chị muốn cái gì, làm sao mình tận dụng trong cái thời lễ này và những cái thời gian sau khi đó. Và tới đó giống như mình có một cái sự teamwork với nhau, một cái tinh thần đồng đội trong cái nguyên cái cả cái tiệc của mình, mà mình làm rất là phấn khởi và vui ha chị ạ. Dạ đúng rồi chị Liên. Thật sự nếu mà bây giờ mình đi là mình làm new skin như thế nào đó thì mình áp dụng y hệt như là trong cái tiệm của mình như vậy đó. Tại vì cái new skin là cũng như là mình tây một cái gia đình rồi á, mình làm chung với những anh chị em trong hệ thống của mình hoặc sideline của mình, thì bây giờ á mình cũng giống như là mình đi làm new skin giống như mình làm new skin tại tiệm mình trước đi. Tracy, khi mà Tracy biết được cái cơ hội New Skin á thì Tracy nói á là trước nhất á là mình phải làm tốt trong tiệm của mình nha, mình học được mình về mình làm tốt trong tiệm của mình build cái tiệm của mình giống như một cái family trước nha. Ok, và em thấy chị nói chị dùng là cái bộ Soul Solution, rồi chị dùng cái bộ Liquid Body Lufa với lại bao bát đó chị nhỉ. Thì cái năm nào cũng vậy. Mình tới mùa lễ đó thì giống như là bắt đầu quá là Thanksgiving cho nó mình một năm thì có những cái ngày lễ giống như là Thanksgiving, New Year, Valentine, Mother Day, Father Day, thì những ngày đó đó là mình sẽ làm một cái gift, là mình cái food solution mình sẽ bỏ chung với cái ba bát ba r, là mình bỏ vô trong đó là cái thác đó là với một cái dũa, một cái cục mà trà chân đó, hoặc là mình có thể mình bỏ thêm một cái chai nước sơn cũng được, là mình bán cái bộ đó là 65 đồng, là có chai nước sơn trong đó nữa, thì thấy khách người ta thấy rất là thích. Hoặc là sau này á bây giờ á là tôi sẽ tận dụng những cái promotion của New Skin á, có những cái son hoặc là những cái mà cái pom á đó, cái mà để tha môi á đó, thì bỏ vô chung với cái gift đó là mình mát chung với cái chai nước sơn luôn. Thật sự cái chai nước Đó, sơn mình mua nó đó có thông mấy minh. đồng, mà nó có ba bốn đồng lại thôi, chứ không có, tại vì mình xài cái loại mà perfect mát á, những cái loại mà vừa cái treo với cửa cái chai nước sơn chân nó mát với nhau đó, thì mình sẽ lấy cái treo ra mình xài, và cái chai nước sơn chân á mình xài rất là hết cái treo, nhưng mà cái chai nước sơn chân không có hết, thành ra mình dư cái đó, thì mình lấy cái chai đó mình bỏ vô cái gift mình cho khách với mình để dư, thì thời gian cái chai nước sơn nó cũng hư đi, thay vì mình bỏ nó vô thì khách sẽ cầm cái chai nước sơn đó vô trong tiệm mình để sử dụng trong cái chân, và người ta vô tình người ta sẽ kiếm cái chai nước sơn mát để người ta làm cái treo luôn. Chiêu này được nè Thật ra cái này thường là cái treo, các anh chị em ở trên này, nếu mà trên Zoom mà anh chị em nào trong ngành nail á có đồng ý với Tracy không, thường thường cái chai nước sơn treo á nó sẽ hết trước cái chai nước sơn chân, thành ra mình sẵn dịp lễ giống như là Valentine hay là Mother Day, Christmas nè, mình cho cái chai nước sơn chân đó đi. Thì mình cho cái cách mình cho là mình kẹp theo một cái món gì của New Skin thì mình bán được cái món đồ đó, và cái món đồ của New Skin á là họ về họ xài xong họ sẽ quay trở lại họ mua, và cái nước sơn chân họ cũng quay trở lại tiệm mình, họ sẽ làm chân để họ tìm ra được cái mát của cái treo. Tại vì mỗi tiệm nhiều khi ít, không có cái tiệm nào mà xài nước sơn treo nó sẽ giống nhau, nếu mà người ta đi cái tiệm khác người ta tìm không có ra cái màu đó, bắt buộc họ phải quay tiệm về tiệm mình thôi. Wow, quá tuyệt vời. Ok, rồi em cảm Thank ơn chị you. Rất 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 là nhiều. Thôi Jesse nhường lời lại cho các anh chị em khác, chúng thôi là để Jesse nói mấy tiếng không hết nữa. Ok, là Rồi, sau thank you chị nha.